Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.21. Và ở tập trước, mình đã chế tạo ra được những cái giáp sói đầu tiên và trang bị cho đội quân chó sói của chúng ta nè. Trời ơi, em nào em nấy thì thôi, khỏi nói các bạn, quá là chiến luôn. Và hôm nay thì mình cũng muốn dẫn những em này đi khám phá chung với mình. Tuy nhiên, chuyến đi lần này có vẻ là sẽ chông gai và cực kỳ nguy hiểm so với ngày hôm qua ha. Thành thử ra là chắc mình phải chuẩn bị thật là kỹ càng cho cái hành trình này mới được. Đầu tiên là mình cần phải cày thêm thật là nhiều những cái vảy tattoo. Ủa? Ở đây mình còn hai vảy thôi các bạn ơi, rất là ít luôn. Và cái vảy này sẽ góp phần rất là quan trọng trong việc sửa chữa những cái bộ giáp cho mấy em sói bị hư nè. Đó. Mà cũng hên là để cày những cái vảy tattoo thì không quá khó các bạn ơi. Mình chỉ cần làm thật là nhiều những cái chổi quét và sau đó đi quét mấy cái em Amadillo á là ok ha. Rồi, và mình còn thiếu một ít cái lông gà nữa, cho nên là mình sẽ ra ngoài này để chúng ta farm gà ha. Ui, sao mình nghi không đủ quá ta. Rồi, chờ lại một cặp để dành nhân giống tiếp các bạn ơi. Sau khi đã có được lông gà rồi, giờ thì cho vô bàn chế tạo và bấm công thức chổi quét thôi. Chiến này thì nhiều hơn chiến trước nha, mình làm tới tận 14 cây chổi luôn nè. Quá tuyệt vời. Rồi, xách theo một ít thịt bò nữa. Rồi chúng ta lên đường, tiến thẳng lên cái vùng Savanna để lấy vảy tattoo thôi. À, mà khoan, sẵn tiện qua khúc đó hay là mình sẽ lấy theo một ít lúa. Đây, kèm theo yên cưỡi và một cái giáp ngựa. Nói tới đây thì chắc nhiều bạn đã đoán được rồi ha. Mình sẽ kiếm một em chiến mã các bạn ơi. Exciter trong phiên bản sinh tồn của chúng ta đó. Hy vọng là mình sẽ tìm được một em chạy thiệt là nhanh ha. Lần trước là mình nhớ khúc này là có hai em bạch mã. Đây. Cũng như là một em hắc mã nha. Không biết em hắc mã đâu à. Kìa. Màu đen nam tính. Được. Mình thích những em ngầu ngầu như vậy. Dụ em bằng một bó lúa. Rồi. Cưỡi em thử coi. Ôi trời. Ê em này nhanh các bạn ơi. Coi cái thao tác mà em ha. Né cái thính của mình kìa các bạn. Ui em từ chối mình mà em cũng từ chối phiên bản siêu tốc độ nữa. Rồi xong rồi, em hiện tim rồi, em chịu không nổi rồi. Wow. Tương đối nhanh đó các bạn ơi. Và em mặc cái giáp ngựa bằng sắt á, cũng rất là hợp nữa nha. Quay, để coi khả năng nhảy của em coi. Ồ, nhảy cũng khá tốt đấy. Mình đoán là cỡ 2 ô không ít đâu. Chính xác các bạn ơi. Em nhảy là 2 ô khá là phù hợp để đi khám phá rồi. Trước mắt có được một em hắc mã như vậy là mình thấy cũng khá là hài lòng rồi ha. Còn tương lai thì nếu mà chúng ta tìm được một em ngựa khác có cái khả năng tốt hơn em này thì mình cũng sẽ thuần hóa thêm. Còn bây giờ, việc quan trọng hơn là mình cần phải tìm ra những cái em Amadillo mà hôm qua chúng ta phát hiện nè. Coi coi mấy nhóc đó đâu hết rồi ta. Ủa? Hôm qua mình massage dữ quá, em bỏ xứ ra đi luôn hay sao rồi? Mình chơi mình lấy hết chân vẫy của em hay sao á? Em giận mình rồi, em bỏ xứ này rồi các bạn ơi. Hết thấy rồi. Ê. Kia kìa. Cái nhóc đó vẫn còn ở đây. Hả? Uầy, vậy là ngoài tự nhiên, Amadillo cũng có thể tự rơi ra vẫy nè. Mình lượm được một cái vẫy tattoo free luôn. Quá tuyệt vời. Rồi, giờ cưng ngồi yên đi. Để anh massage cho nha. Ôi trời, hư rồi. Vẫn như bình thường, là trung bình một cây chổi chúng ta sẽ lấy được 4 vảy tattoo ha. Với 14 cây chổi của mình thì mình cũng lấy đâu đó hơn nửa stack á các bạn ạ. Khá là tuyệt vời ha. Lấy hết luôn. Ui. Nãy giờ em mới bắt đầu sợ rồi. Cái em này á, có cái hoạt ảnh khi mà cuộn người lại á, rất là cute các bạn ạ. Rồi xong phim rồi. Giờ thì chúng ta đã có tổng cộng là 53 vảy tattoo. Yay. Em này có công rất là lớn trong ngày hôm nay luôn á. Nhưng mà mình không có mang theo dây rồi. Thôi tạm thời để em đó đi. Nào rảnh mình ẵm em về sao ha. Còn giờ thì cùng hắc mã đi về và đón theo những cái em sói nhà mình thôi các bạn ơi. Sẵn tiện trong đây còn trống một cái chuồng nè. Cho hắc mã vô trong đỡ đi. Alright. Rồi, giờ thì xem coi trong nhà mình đó có em sói nào còn hư giáp không. Em nào hư giáp rồi mình sẽ sửa lại cho em liền ha.
Tạm thời thì có vẻ là giáp của mấy em này khá là tốt rồi đó các bạn, không có bị hư ha. Vậy thì quá là tuyệt vời. Ok, phần còn lại thì mình sẽ chuẩn bị cho mình nè, lần lượt là những trái táo để mình có thể nâng cấp nó lên thành táo vàng các bạn ơi. Ăn táo vàng đi khám phá cho nó an toàn ha. Đây, mình sẽ làm được thêm 2 trái, tổng cộng là 4 trái táo vàng. Ý, trời nãy quét còn bị dư ra cái chổi nè. Thiệt tình á. Rồi, trời thì cũng đã tối rồi ha. Thôi được, mình sẽ ngủ một giấc trước khi chúng ta bắt đầu một chuyến khám phá thiệt là dài cũng như là đầy nguy hiểm ha. Thức dậy đi mấy em sói. Ý, thôi để cho mấy em làm đứa đi. Ok, làm đứa nha. Rồi, đứng dậy đi cưng. Đợi quân sói của mình lại có thêm thành viên rồi các bạn ơi. Ok, ngồi xuống, ngồi xuống. Ui, trời ơi, có chút xíu thôi à. Mà đã muốn leo lên chứ. Enderman rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Ây da. Trời ơi, cái nhóc sói này đã lập chiến công đầu rồi các bạn ơi. Em xử luôn Enderman rồi. Để mình lấy bột nhuộm, sau đó mình nhuộm cái vòng cổ cho em ha, để phân biệt. Rồi ok, mấy nhóc sói bự thì đi theo mình. Bữa nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bản đồ phòng thử thách các bạn ơi. Đây sẽ là bản đồ dẫn mình tới công trình mới có tên là Trial Chamber ha. Và trong đó có rất là nhiều thứ nguy hiểm đang chờ đợi mình á. Thành thử ra là hôm nay mình mới muốn dẫn theo đội quân chó sói của mình nè. Ủa? Ủa 4 em lần mà sao giờ còn 3 em vậy? Ủa? Còn em nữa đâu ta? Ok, hình như mình để em ngồi hay sao á. À đây nè, mình để em ngồi trong này hèn gì. Ok, giờ thì mấy em đã đứng dậy và sẵn sàng hết rồi đó. Qua đây mình gửi thêm em ngựa nữa, di chuyển cho tiện các bạn ơi. Hiện tại thì mình phải đi xéo về hướng nam á các bạn ơi. Nó cũng khá là gần cái ngôi làng hay sao ấy. Bây giờ trên bản đồ nó bắt đầu lót ra rồi kìa các bạn ơi. Wow wow. Sẵn cái dịp này mình sẽ ghé qua cái đồi hoa anh đào phía trên ha. Hôm qua mình khám phá cái chỗ này mình thấy nhưng mà mình chưa có kịp ghé qua á các bạn. Này, đúng hướng luôn nè. Ghé qua lấy một ít cái mầm cây hoa anh đào về thôi. Mai mốt trồng xung quanh cái đảo hoang của mình cũng sẽ rất là đẹp á nha. Ở đây mình còn thấy có tổ ong nữa kìa các bạn ơi. Wow. Chỗ này view cũng khá là ok nha mấy em. Lại đây, mình làm tấm selfie với mấy đứa nhỏ cái đó. Tụm tụm lên nào mấy cưng. Trời sao mỗi đứa một góc vậy? Lại đây, lại đây. Rồi luôn, mỗi đứa một góc luôn. Ui nhưng mà nhìn cái cảnh hoa anh đào rơi thơ mộng thiệt các bạn ơi. Nè. Đã thiệt cái chứ. Ok, hình thì cũng đã chụp xong ha. Giờ thì mình sẽ tạm chặt một cây hoa anh đào để chúng ta kiếm mầm cây nè. Trả lại khu vực này một cái mầm cây ha. Ok, giờ thì đi tiếp thôi. Nếu mình nhìn trên bản đồ thì có vẻ là mình đã tới vị trí ngang so với cái Trial Chamber. Đó cũng là hướng mà chúng ta thẳng tiến và đã tìm thấy một cái ngôi làng ha. Hy vọng là cái khu vực Trial Chamber đó nó sẽ ở một cái vị trí thuận lợi xíu. Ui, hình như phía trước là cái hồ sao ta. Ui à, chính xác rồi các bạn ơi, nguyên một cái hồ bự lắm luôn á. Vậy là phải đẩy em ngựa này qua bên kia rồi, hơi bị mệt đó nha. Tại ngựa không có lội giỏi các bạn ơi. Phải đẩy từ từ quá. Cố lên mấy cưng ơi, trước mặt rồi. Khu vực Trial Chamber đã ở trước mặt của chúng ta. Và chắc là mình sẽ để em ngựa ở một khu vực nào đó an toàn một xíu ha. Chẳng hạn như là khu vực này, cho em xuống dưới ha. Kẻo không thôi mình lạc mất em á. Bây giờ thì mình đã có thể yên tâm đi xuống dưới cùng với những em sói rồi ha. À, coi lại bản đồ cái nữa coi. Ok, mình đã ngay khu vực Trial Chamber luôn. Tuy nhiên thì để đào xuống thì chắc mình sẽ lựa khu vực này đi, cho nó ok tí ha. Đào ngang cho chắc các bạn ơi. Nhỡ xui xui ở dưới là cái hồ nhung nham là hẹo thiệt luôn á. Mà bây giờ mình còn dắt theo mấy em sói nữa thì mình càng phải cẩn thận hơn. Có sắt luôn. Ngon. Vừa khám phá vừa kiếm thêm tài nguyên. Đây rồi. 2 em, 3 em, 4 em. Ok, đủ quân số ha. Tiếp tục xuống dưới thôi mấy cưng. Để mình đi scout trước cho, thám thính tình hình trước các bạn. Ví dụ nguy hiểm là mình sẽ giọt liền. Để kéo theo mấy em ha. Ui, bắt đầu nghe tiếng con sương rồi. Vậy là gần đây có một cái hang hả ta. Ui ui. Tới công chuyện rồi con sương này. Tới công chuyện. Tới công chuyện nha. Wow. Nó gặp mình thì nó xác định. Tại vì bữa nay mình dẫn theo ha
nguyên một đội xối chiến các bạn ơi. Đội quân mình hơi bị gắt đấy. Ủa? Lại thêm một con xương khác. Khu vực này... hình như chưa tới chỗ Trial Chamber. Vậy là mình cần phải đào sâu xuống thêm một tí nữa rồi. Ủa đây rồi. Loại đá mới nè các bạn ơi. Mở được thành tổ luôn kìa. Minecraft phiên bản thử thách. Đây là gạch đá Tupper. Wow. Đường vào Trial Chamber đang ở phía dưới kìa các bạn ơi. Quay. Xịn soi á. Trời, mấy em sói mình dịch chuyển xuống luôn rồi. Nhanh thiệt. Ok. Đằng kia còn có cái lồng gì nữa kìa. Ủa, đây có một cái cánh cửa. Hả? Nó thông với một căn phòng khác các bạn ơi. Có bóng tuyết gì nữa nè. Ui, kích hoạt rồi. Lồng spawn đã kích hoạt rồi các bạn ơi. Bảo vệ mấy em sói. Oh my gosh. Trong đây nó có phần thưởng nè các bạn ơi. Có rương nữa. Nhưng mà đó là một cái rương trống thôi. Kiểm tra lại. Có một vài em sói giáp đã bị hư rồi nè. Mình sẽ sửa giáp lại cho em ha, để đảm bảo khả năng chiến đấu các bạn ơi. Rồi, xong phim. Và mình cũng có đem theo cái chai điểm báo các bạn. Và khi mà mình uống cái chai này thì hình như nó sẽ có một chút cái thử thách trong khu vực này các bạn ơi. Đó. Điểm thử thách nè các bạn. Nó đã biến thành điểm thử thách rồi. Ui. Tức là trong đây thử thách nó sẽ khó hơn. Các bạn cũng thấy rồi đó. Quái vật nó đã mặc giáp rồi nè. Wow, nó mặc giáp kim cương luôn. Kinh thiệt. Bây giờ không biết. Trời ơi, một mình em sói solo với con zombie mặc giáp kim cương. Chiến thiệt chứ. Và khi một cái spawner nó xong xuôi thì nó sẽ cho mình phần thưởng các bạn ơi. Nó cho mình cái chai gì nè. Thuốc sức mạnh. Ngon. Nóc thuốc này vô quẩy cho xung các bạn ơi. Hình như mình phải có chìa khóa thì mới mở được các bạn ơi. Mình thấy vật phẩm bên trong. Ui cái gì vậy? Con này. Trời, nó bắn mình. Thích bắn hả? Mình bắn nó luôn. Bây giờ thì chắc mình sẽ đi xuống khu vực thấp hơn để coi dưới này. Trời, con xương này. Dám bắn mấy em sói mình hả? Dưới này thì trong mấy cái chậu nó cũng có đồ nha các bạn. Wow. Được đấy. Bên này thì sao? Hình như chỗ đó là chỗ để chúng ta đút cái chìa khóa vô á. Ôi, có kim cương luôn nè. Hay vậy. Đã nha. Khu vực này thì mình có thể đập ra ha. Tuy nhiên thì mình không có chìa khóa để mở nó rồi. Một xíu nữa mình sẽ quay lại. Giờ thì chúng ta đi ngược về hướng bên này coi. Nó cũng có những căn phòng khác. Chẳng hạn như căn phòng này. Ui sao dẫn sâu vậy. Wow. Nó dẫn xuống tầng thấp hơn nè các bạn ơi. Ok, có em sói đi theo nè. Hy vọng là mấy em không có lạc trong này ha. Chứ lạc là tìm mệt luôn á. Ui, lại có cái spawner nữa. Không có quái đây các bạn ơi. Vậy thì phải hoành lên trên rồi. Đập chậu tiếp. Trời ơi. Mình đánh nhầm em sói. Báo rồi, lọc báo đồng đội rồi. Thiệt tình luôn. Có cái đĩa nhạc gì mới nữa cơ. Được vậy. Ok, sửa giáp cho sói xong rồi. Tiếp tục thôi. Lần này mình sẽ đi lên trên đi. Bắt cua luôn. Công trình mới này mình thấy khá là thú vị á. Kiểu nó có rất là nhiều thứ để mình khám phá luôn các bạn ạ. Đây rồi. Một cái lồng spawn đã xuất kích hoạt. Nó cho mình chìa khóa nữa cơ. Để coi. Mình có nhặt được không? Được nhá. Chìa khóa thử thách các bạn ơi. Cái gì á? Có lọ thuốc gì nữa cơ. Thuốc tốc độ các bạn ơi. Khá là hay nha. Spawner ở đây thì chỉ thỉnh thoảng spawn ra một con quái thôi. Con này có giáp luôn nè. Nguy hiểm đấy. Thêm con nữa. Nó lại cho mình thêm một chai thuốc nữa kìa. Tiếp tục là thuốc sức mạnh ha. Khá ngon.
Rồi, và khi đã có được cái chìa khóa thử thách, mình sẽ xuống dưới này và coi thử coi. Ui ui ui, mình thấy trong này nó có giáp kim cương kìa. À, nó cho mình gì đây? Ui, không có giáp kim cương rồi. Hồi nãy nó xoay xoay mình thấy cái giáp kim cương rõ ràng. Vậy mà không cho người ta giáp kim cương gì trơn. Lừa rồi. Bên này thì mình cũng muốn mở lắm nhưng mà không có chìa khóa các bạn ơi. Bắt buộc mình phải cày thật là nhiều chìa khóa rồi đó. Ồ, thêm một cái spawner ở đây nữa các bạn ơi. Ui, trên kia còn mấy cái luôn kìa. Wow 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 wow. Ui da. Trời. Ui ui, cẩn thận qua cầu đó. Lần này thì mấy em sói không có dịch chuyển theo mình rồi. Ê, có thuốc tốc độ. Hít miếng đi. Ê, còn có thuốc mới gì nữa kìa. Ui da. Trời. Tắt nước liền. Ui, nó bắt đầu spawn nhiều quái rồi đấy. Ui da, cái tầng này có vẻ là hơi nhiều quái các bạn ơi. Trời, cá bạc gì nữa kìa. Nhiễm khuẩn. Ui da, mình bị dính hiệu ứng nhiễm khuẩn các bạn ơi. Yêu. Ok. Bình tĩnh. Bọn này không hạ được mình đâu. Đây rồi, cứu tinh của mình đã tới. Ây da. Ôi da, mấy em sói đã mò lên đây tiếp mình rồi các bạn ơi. Ui, bọn chúng xuất hiện. Chiến này là cực kỳ nhiều luôn. Chắc là do có nhiều cái spawner kế bên đó. Ui, có chìa khóa gì nè. Lượm ly. Ui da, khó chịu thiệt á. Ê, quên. Hồi phục lại cho mấy em sói nữa. Ok, sửa giáp lại cho sói nè. Alright. Lên trên, sửa nốt mấy con này nữa. Nãy giờ nó khỉa hơi nhiều. Này thì khỉa hả? Còn tên nào khỉa nữa không? Ủa, xong rồi. Oh, xong rồi các bạn ơi. Ui, nhưng mà vẫn còn một vài con các bạn. À dạ. Thiệt luôn, hồi nãy dính cái hiệu ứng nhiễm khuẩn này nó tạo ra mấy con cá bạc các bạn ơi. Trời đất ơi, cũng khá là nguy hiểm đó. Ê, nhưng mà hiện tại quân số đang bị thiếu các bạn ơi. Ủa, còn hai nhóc nữa đâu ta? Ha, à đây, hai nhóc ở dưới này hay sao nè. Ở đây một nhóc rồi, còn nhóc nữa đâu. Trời ơi, mình để em ngồi ngay cái cửa. Thiệt tình nó tưởng đâu lạc mất rồi các bạn ơi. Hết cả hồn. Ok, mấy nhóc tập trung ở đây đi. Một xíu anh quay lại, yên tâm. Anh không bỏ các cưng ở đây một mình đâu. Nhất định anh sẽ quay lại. Bây giờ mình sẽ tiếp tục khám phá cái khu vực Trial Chamber này thôi các bạn ơi. Wow, công trình này mình đánh giá là một trong những công trình rất là thú vị các bạn ơi. Chiến đấu cũng căng nữa ha. Hình như có spawner. Ui. Ui, cái phòng này cực kỳ nhiều quái luôn. Căng rồi. À, kia rồi. Quái vật mới ở phiên bản 1.21 các bạn ơi. Con quỷ gió. Từ từ. Để mình hạ trước mấy con này cái đó. Ôi, bọn chúng full vũ khí luôn nha. Tên nào cũng cầm kiếm hết. Thuốc gì đây? Oh, cái thuốc này là thuốc nạp gió các bạn ơi. Wow, hiệu ứng mới. Mình chưa rành lắm. Nhưng mà gặp con quỷ gió này nè, mình phải xử nó. À, nó cũng khá mỏng thôi. 3 hit là chúng ta có thể hạ gục được hả? Ui. Ok. Ui, trời. Hình như mình vô góc rồi các bạn ơi. Cẩn thận. Ở trên thì nó vẫn liên tục spawn quái ra kìa. Mình cần ăn vô cho nó bổng. Bà cô lên đây trước. Trời, nó cầm kiếm kim cương luôn kìa. Yêu. Mình sẽ tìm một cái góc nào đó ok nhất. Chẳng hạn như ngay đây. Rồi, góc đẹp để mình hạ nó luôn. Rồi, không biết là xong chưa ha. Ê, spawner kia đã xong rồi kìa. Khi mà đã xong thì cái spawner sẽ vô cái trạng thái nghỉ ha. Mình sẽ có một chút thời gian yên ổn. Ui chuỗi, bên này nó lại spawn ra tiếp rồi. Toàn là spawn ra mấy con quỷ gió mà. Đây nè, không thấy nó bắn mình ta. Ây da, trời. Nó bắn rồi. Nó bắn qua cầu gió cho mình các bạn ơi. Hất tung cực dữ luôn.
Ui dồi, ui dồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vừa mới nói nó không bắn luôn á. Ui, ui, ui. Đây nữa. Ui da, sao con này nó trâu vậy? Mặt giáp kim cương có khác. Rồi, clear chưa? Thuốc gì đây, thuốc gì đây? Ê, đây là thuốc mới. Thuốc rò rỉ các bạn ơi. Oh. Hình như có con nó rớt xuống dưới này thì phải. Đúng rồi nè. Chạy đâu, con quỷ gió kia. Rồi. Tới công chuyện liền. Ê, hình như mình vừa bật lại cái quả cầu gió mà nó bắn ra thì phải. Mới được thành tựu mới luôn nè. Quá ngon. Tuy nhiên thì nãy giờ mình chưa nhặt được cái chìa khóa nào từ căn phòng này hết. Lạ vậy cà. Ê, vẫn còn quỷ gió. Hạ nó tiếp. Ui da. Ê, kia kia kia. Một cái lầm spawn đã rơi ra chiến lợi phẩm. Lậm luôn, kẹo mất. Rồi, bên này thì cũng cho mình thêm lọ thuốc nè. Thuốc sức mạnh các bạn ơi. Khá ok ha. Hết rồi. Vậy là tổng cộng khu vực này không có rơi ra bất kỳ một cái chìa khóa nào cho mình ha. Hình như cái này là sẽ được mở bằng cái chìa khóa thường. Còn hồi nãy mình nhặt được cái chìa khóa thử thách điểm báo này. Hình như là nó sẽ mở cái rương mà hồi nãy mình làm dấu lại thì phải. Ủa, ở đây cũng có cái rương gì nữa nè. What? What the hell? À không, rương trống thôi. Oh. Lại kích hoạt một cái căn phòng lầm spawn nữa rồi các bạn ơi. Lại phải chiến đấu tiếp rồi đó. Được thôi, 500 hiệp với bọn chúng luôn. Ê. Trời ơi, nó được cường hóa các bạn ơi. Ê, cái này hình như thuốc hồi phục thì phải. Ừ đúng rồi. Lâu lâu nó còn chọi ra thuốc hồi phục nữa. Wow, mình phải để ý coi coi nó chọi ra thuốc gì ha. Có lợi thì mình có thể qua và hít được đó các bạn ơi. Ui, spawn của con quỷ gió. Oh no. Để bây giờ mình sẽ thử mở cái rương này coi. Coi coi chúng ta sẽ được cái gì. Mình có một cái chìa khóa thử thách điểm báo nè. Ok. Táo vàng em chan. Hết rồi. Oh. Cầu gió. Rồi mình thấy còn có ngọc lục bảo nữa thì phải. Ok. Những cái chìa khóa thử thách điểm báo các bạn, nó là chìa khóa xịn á, để mở những cái rương xịn. Vậy là mình phải cày thật là nhiều chìa khóa xịn rồi. Nhưng mà hơi khó cày một xíu các bạn ơi. Không phải muốn có là có đâu. Úi. Ngon lành. Lại thêm một cái chìa khóa nữa các bạn ơi. Quá đã. Đây 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 đây. Mình đã tìm ra được cái căn phòng. Chúng ta có thể sử dụng chìa khóa thử thách điểm báo rồi các bạn ơi. Để xem coi. Ồ. Ngọc lục bảo. À hết rồi. Nếu vậy thì hơi bèo thiệt á. Hơi thất vọng một xíu nha. Giờ mình sẽ quay trở lại chỗ mấy em sói. Mình cất bước đồ đi. Hiệu ứng thử thách trên người mình vẫn còn đâu đó cỡ nửa tiếng nữa các bạn. Nên là mình sẽ tranh thủ ha. Ồ. Chỗ này nó có đường đi lên trên nè. Yêu nhưng mà mình không đem theo block rồi. Ê. Mình có cái cầu gió. Hình như cái này. Oh. Ê, cái này nó có thể giúp mình lên trên được nè. Wow. Cái cầu gió này xài có vẻ rất là ok đó các bạn ơi. Được nha, mình thăm mình chuẩn á. Canh thời gian chuẩn là mình có thể dùng nó để vượt địa hình. Khá là tiện ấy. Ê, còn có giường ở đây nữa. Wow. Có thức ăn. Được vậy ca. Không biết phía trên đó còn cái gì hay không. Để mình lên coi thử. Ồ, trên này còn nhiều hướng lắm nè các bạn ơi. Ok, mình sẽ bắt đầu thám hiểm thử cái hướng này ha. Nè, có spawner luôn nè. Ok, kích hoạt đi. Ra hết đi. Một mình ta căng hết. Ui. Trời 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 trời. Giang hồ nhí cưới gà các bạn ơi. Oh my god. Ê, cái rương nó bắt đầu ra phần thưởng rồi kìa. Trời ơi, thịt bò. Lên trên coi thử coi. Trên này có thêm gì không? Trước mắt là mình thấy có mấy cái chậu nè. Kiếm thêm một ít khoáng sản. Ngoài ra thì... hết rồi. Ồ, còn có cả ngọc Ender trong này nữa. Và không còn gì hết ha.
Ê, trên kia mình thấy có một cái chỗ để chúng ta mở rương xịn kìa. Được vậy ta. Một tí nữa mình mà có được chìa khóa xịn mình sẽ lên đó mở sao ha. Giờ thì thám hiểm thử hướng này coi. Nó sẽ dẫn mình tới một cái cây. Cây này là cây đước đó các bạn. Và có thêm một vài cái rương chứa mật ong cũng như là mũi tên ha. Vậy là một xíu mình có mũi tên để bắn rồi. Quá đã quá đã. Liệu rằng ở đây có phải là cánh cửa bí mật không? À không, chắc không phải đâu các bạn ơi. Thì ra trong này nó còn một căn phòng. Kích hoạt luôn. Ok, vô. Xuất hiện đi, ta đã sẵn sàng rồi. Ở đây còn có gì vậy? Ê, trời ơi, bẫy. Ý, cái đó là bẫy các bạn ơi. Ê, cẩn thận nha. Trời, cầu lửa nữa cơ. Ôi da, nó bắn. Trời, con quỷ gió này. Ranh ma thiệt. Trời, nó... Ở đây nó còn có mấy cái chỗ để mình núp nữa nè. Được nha. Quýnh không lại mình sẽ chui xuống dưới mình núp ha. Đó cũng là một ý kiến hay. À, con quỷ gió này. Nhảy hả? Đánh mà nhảy hoài. Tiếp tục nè. Úi da, trời, nó bắn. Khó chịu ghê. Này thì bắn hả? Ngươi bắn ta đi, ta bắn lại ngươi liền. Bắn hay ghét? Ngươi bắn đi, ta bắn lại ngươi liền đó. Dở mặt hả? Bắn nữa đi, ngươi bắn ta nữa đi. Úi da, trời, nó bắn thiệt. Áp sát là ngươi xác định rồi. Một cái spawner đã xong. Nhưng mà vẫn còn nhiều cái spawner chưa xong lắm. Con quỷ gió này, chạy đi đâu? Úi, mình rơi xuống một cái đường hầm bí mật. À không, chỗ này không bí mật lắm đâu các bạn. Chỉ cần mở mấy cửa sập là thấy không. Con kia đứng khoảng cách xa. Trời, con quỷ gió không thể bắn được bằng mũi tên. Mình mà bắn nó là mình bị dội lại liền. Ây ô. Ui, mình phản đam không kịp. Ê, tính ra con quỷ gió này cũng khó chịu phết đấy. Nữa nè. Hên quá, mình chẳng khiêng kịp. Ôi đâu rồi? Ở đây. Rồi, tới công chuyện. Kết thúc nó thôi. Xong chưa? À đây rồi. Vậy là những cái spawner của những con quỷ gió thì thường là nó sẽ rơi ra cho mình cái chìa khóa thử thách điểm báo ha. Alright. Và coi. À, phòng này cũng có những cái rương xịn nữa kìa. Được luôn. Lên đây và loot rương xịn thôi các bạn. Mở thôi. Táo vàng, kim cương, ngọc lục bảo. Hết rồi. Vẫn chưa có cái thứ gì mới ha. Ồ, phía sau này hình như vẫn còn đường hay sao nè. Khám phá thử luôn các bạn ơi. Yêu. Nhưng mà mình thấy trong cái công trình này á, vẫn còn rất là nhiều cái rương bị bỏ trống á. Phải chi trong những cái rương đó nó cho mình thêm chiến lợi phẩm nữa. Tham lam. Và hướng này thì mình gần như cũng đã khám phá sạch sành sanh rồi. Ủa, cái rương này chưa loot nè. Có thêm vài cái quả cầu gió. Ok, chắc bây giờ thì mình sẽ trở về nhà một chuyến quá. Sẵn tiện dẫn mấy em sói về luôn các bạn ơi. Chứ giáp mình hư dữ dằn luôn rồi. Các bạn coi nè. Tí nữa là banh giáp luôn rồi đó. Không về sửa ha. Một hồi banh giáp là xác định ở trong này luôn. Lấy về mấy thứ giá trị và cần thiết thôi ha. Rồi, mấy em sói, thức dậy đi mấy cưng. Trời còn đang mưa nữa chứ. Rầu thiệt. Nhóc ngựa nãy giờ chắc cũng đợi mình lâu rồi đó. Quẩy ở dưới gần cả tiếng đó mồ. Ok, lên thôi mấy. Let's go. Về Vinh. Chiến này an toàn chứ lên là quý rồi ha. Vì hồi nãy mấy nhóc này chiến đấu cũng rất là nhiệt tình các bạn. Giúp mình rất nhiều luôn á. Cho nên mình cũng sẽ cho mấy em ăn một ít thịt bò ha. Bò dưỡng. Rồi, sẵn tiện kiếm thêm một cái lứa sói tiếp theo luôn các bạn ơi. Rồi, ngon xuống cưng. Ngồi xuống nào. Rồi, nhóc này giữ cái bộ giáp sắt cho anh nha. Rồi, và mình cũng có thêm một cái bánh ngọt từ cái Trial Chamber kia. Thế nên mình sẽ mang về không ăn đâu. Trưng bày thôi các bạn. Nói chung, chiến thám hiểm Trial Chamber đầu tiên như vậy cũng rất là thành công các bạn. An toàn trở về là trên hết á.
Và như đã nói, mình sẽ bắt đầu sửa lại cái set giáp của mình vì nó đã hư rất là nhiều rồi. Nhưng mà khoan, thay vì sửa cái nón này bằng kim cương thông thường, hay là mình sẽ làm thêm một cái nón kim cương mới. Cái quần cũng vậy nè. Rồi sau đó mình enchant thêm một chập nữa các bạn ơi. Biết đâu bất ngờ chúng ta có thêm chậm hỏng cho cái set giáp này thì sao? Đây rồi, chậm hỏng luôn. Bảo vệ 3, ok. Cuối cùng sẽ là cái nón. Yes sir, đúng như thứ mình cần luôn. Quần cũ, nón cũ mình treo lên luôn. Mặc nón mới, quần mới các bạn ơi. Sửa lại cái áo nữa nè. Hai viên kim cương. Sửa cái ổn, hai viên kim cương. Xong phim. Hoàn chỉnh set giáp. Giờ thì đi ngủ cho qua đêm. Rồi sáng thức dậy, chúng ta sẽ trở lại cái trial chamber đó thêm một chập nữa. Để coi coi mình có tìm ra thêm một cái căn phòng nào khác hay không các bạn. Tại vì mình sợ là mình kiểu như là bị sót phòng á. Và chiếc này đi thì mình sẽ để mấy nhóc sói ở nhà đi ha. Nãy tưởng đâu là lạc mất một em rồi đó. Hú hồn chim én hết trơn. Gì vậy anh bạn? Thôi đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Thấy đẹp trai là bu bu lại. Rồi đi thôi ngựa ơi. Gì vậy anh bạn bò? Chiếm chỗ của ngựa tôi nữa. Thôi kệ, cho ngựa chổng đi ha, cho đỡ buồn các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới lại thêm một lần nữa, để coi lần này mình có tìm ra được một căn phòng nào khác hay không ha. Hy vọng là còn các bạn. Tại nãy mình thấy có một cái chỗ rương. Mình xuống có vẻ là hơi vội các bạn ơi. Oh my gosh. Không có giáp xịn lại ha. Nằm chèm bẹp rồi đó. Ẩu thiệt chứ. Ở đây 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 đây, nó đây nó đây. Hãy xí vô. Ui giời, trời nó bắn. Nó bắn rớt này luôn mà. Không sao, mình đã trở lại. Rồi rồi rồi. Mình đã khiêu khích cho nó. Ui ui. Ui. Oh no. Oh no. Nó dồn mình vô góc các bạn ơi. Yêu. Mình không nên để nó dồn vô góc nha. Trời ơi. Tưởng đâu là chúng ta đã kết thúc hành trình luôn rồi đấy. Cũng hên là mình chạy kịp các bạn ơi. Trời ơi, đâu ra con slam nữa vậy. Oh shit. Nữa rồi, lại vô góc nữa rồi. Ui ui ui. Ui 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 ui. Ơi sao lần này cảm giác như bọn chúng mạnh hơn lần trước vậy ta. Không hiểu sao luôn á. What the hell. Phải tận dụng cái cung thôi. Ok. Khó quá thì dùng cung thôi các bạn. Dễ. Clear clear. Tính ra mình còn phước lớn mạng lớn. Đại nạn mà không ngẫm như vậy thì sống dài lắm nè. Ok. Lượm thêm mấy cái bóng thạch nhật. Rồi. Vẫn còn những con quỷ lửa. Ở lộn, quỷ gió ở phía trên. Mấy con quỷ gió nó vẫn đang ha. Gên la. Còn quỷ gió đâu? Tại nó, tất cả là tại nó hết. Đây, thì ra là núp ở đây. Xuất hiện đi. Mình đi săn luôn. Chủ động đi săn nó luôn. À còn con đây nữa. Chơi mà chơi núp hả? À nhảy nhảy. Phản đòn lại luôn nè. Khiên mình bể rồi. Gắn cái khiên mới vô. Ok. Ủa không thấy nó ta. Hả? Ui ở đây có một cái chìa khóa. Ok dạ. À đây 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 đây. Mình đã tìm được cái con nó núp nãy giờ rồi. Trời nó bắn nó bắn nó bắn. Trời nó bắn hai cái liên tục luôn. Bắn nó đi. Vậy mà bắn nó đi. Mình sẽ cho nó gậy ông đập lưng ông luôn. Gió ông đập lưng ông nha. Rồi rồi. Cái rương kia đã mở khóa rồi. Và xem coi phần thưởng nó cho mình là cái gì nè. Chìa khóa cho anh. Trời. Cho khoai tây các bạn ơi. Vậy là đây là cái chỗ cho mình chìa khóa nè. Hết rồi. Giờ thì đi tìm cái chỗ mở rương. Ê, với tình hình này chắc sắp tới mình phải thay đổi vũ khí quá các bạn ơi. Cái kiếm mình hiện tại, dòng enchant nó không thích hợp để khám phá công trình này lắm.
chắc sắp tới sẽ có một lần mình nâng cấp thêm cái kiếm đó. Chơi mà đánh bài chuột. Rồi, xong phim rồi. Tiếp tục là một cái chìa khóa nữa. Hai chìa khóa trong phòng này luôn. Wow, đã vậy. À thuốc, tưởng đâu có thêm cái chìa khóa nữa chứ. Rồi, với hai cái chìa khóa này mình sẽ vô đây và mở á. Ui, tổng cộng mình có ba cái chìa khóa luôn nè. Nhiều ghê. Không biết là mở chung một chỗ được không ta. Ôi, nó đang bị cooldown rồi, không mở tiếp được các bạn ơi. Vậy là phải tìm cái phòng khác mà nó có cái spawner chứa đồ giống như vậy ha. Và theo như mình nhớ là ở ngay trên này có một chỗ giống như vậy nè. Chỗ cái rương mà mình nói, nó nằm tiếp trên kia cơ. Ok, mình sẽ thử dùng cái này để trèo lên ha. Mình chưa quen lắm các bạn ơi. À đây rồi, lên được rồi. Mở thôi nào. Táo vàng, cầu gió, mũi tên, giáp kim cương. Hết rồi. Oh no. Nó không có cái món đồ cực hiếm ở trong cái công trình này rồi ha. Cũng như không. Chắc nhân phẩm mình chỉ tới đó thôi các bạn ơi. Ok, nếu vậy thì chắc mình sẽ trở lên trên nha. Ui. Ô, chỗ này vẫn còn nè. Chỗ này cũng có rương nè các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Ui, nhưng mà nó sắp spawn quái thì phải. Heo ơi. Chuẩn luôn rồi các bạn ơi. Mình phải sửa lẹ thôi. Ok, để xem cho mình cái gì nào. Ui, chỉ có táo vàng không à. Ui da, nó bắn bấy nhạy mình rồi. Đau quá. Ui da, trời. Đủ rồi đó mấy anh bạn, giảng quà đi. Trời, nó bắn không ngừng luôn á. Ui kìa. Đông giả man luôn. Ok, clear bớt rồi đó. Có thêm một cái chìa khóa nữa nè. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mình cũng tính mở cái rương này á các bạn. Nhưng mà thôi, mở cái rương này thì phí chìa khóa lắm. Mình không biết là cái thời gian hồi của những cái spawner chứa đồ kia là bao nhiêu. Nhưng mà có thể chuyến sau mình sẽ quay trở lại đây và mở nó. Còn bây giờ thì chuẩn bị đi về thôi các bạn ơi. Chiến đấu dưới này quá là đủ rồi. Cả ngày cắm mặt dưới này rồi đó. À, và sẵn tiện về nhà thì mình cũng sẽ tranh thủ lấy bóng chất nhờn cũng như là những sợi chỉ để chúng ta làm cọng dây ha. Sau đó qua bên dùng Savannah và đón mấy em Amadillo về thôi. Mình sẽ làm đâu đó 2 cọng đi. Ui, nhưng mà khoan. Ui, trước nhà mình có khách tới các bạn ơi. Vô vô bác ơi, đúng rồi, vô, đúng rồi, đúng rồi. Không sao, lạc đà để đó đi, tôi lo được. Đâu ra cái bác thương nhân này vô nhà mình các bạn ơi. Bác ấy bán cho mình băng nén hả? San hô. Hay là mình mua ủng hộ bác ấy ta. San hô hiện tại thì mình chưa có lấy được. Ngọc lục bảo mình cũng còn dư một ít nè. Ok, khách tới nhà không trà thì cũng ngọc lục bảo ha. Đây, ủng hộ bác ấy một cục san hô màu hồng, một cục màu xanh và một cục băng đi ha. Rồi xong phim. Rồi bác ở nhà chơi với anh Bảy lúc nãy đi nha. Tôi đi công việc xíu. Hình như ở trong phiên bản mới này á, nó cũng có một cái tính năng mới các bạn ơi. Là mình có thể sử dụng cọng dây lên cái thuyền thì phải. Để mình test thử ha. Làm liền một cái thuyền cho mình nè. Ok. Sau đó thì buộc cọng dây vô. Là thật. Mình lôi cái thuyền được rồi nè. Quay. Vậy là mới mốt cái công đoạn mà mình vận chuyển mấy cái sinh vật trong Minecraft về nhà nó sẽ tiện hơn rất là nhiều luôn. Hợp lý nha, hợp lý nha. Vậy là kế hoạch dẫn em Amadillo về sẽ rất là nhanh chóng thôi các bạn ơi. À kia rồi, I see you. Lên em ơi. Em co người lên. Co cái gì mà co, trước sau cũng về nhà tôi mà. Co gì không biết nè. Lên sườn. Ok. Rồi, giờ thì dẫn em về ha. Kéo lên trên cái ô này thử coi, coi được không. Được luôn các bạn ơi, rất là mượt mà ha. Quá đã luôn. Để rồi, để rồi. Mình đã phát hiện ra cái nhóc thứ hai rồi các bạn ơi.
né ném em heo ra. Ôi đừng đừng đừng. Trời ơi em heo ơi là em heo. Quậy thiệt luôn. Ủa? À đây 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 đây. Hết hồn, tưởng đâu cái xuồng này chỉ chứa nổi một em armadillo chứ. Rồi, xong. Giờ hai nhóc này đã lên xuồng rồi ha. Ui ui. Hình như hai nhóc này hơi nặng các bạn ơi. Kéo đứt dây luôn rồi. Đi đường vòng đi. Đường nào mà nó ít gồ ghề á. Kìa rồi, nhà mình ở trước mặt rồi các bạn ơi. Công nhận, với cái update mới này thì cái việc mà chúng ta di dời mốp á, nó trở nên rất là thuận tiện ha. Rồi, và mình sẽ kéo mấy nhóc này lên trên luôn. Từ từ ha. Ok, chạm mà chắc. Không thôi là đứt dây liền. Ngon luôn. Giờ đây hai cưng. Đúng rồi. Lôi hơi mạnh ha. Rồi, xong phía. Giờ thì tạm thời mình sẽ để cho Armadillo chơi chung với bé đen nhà mình. Ok, nói chung thì hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời ha. Vậy chúng ta đã khám phá thành công bản đồ dẫn tới Trial Chamber. Và các bạn yên tâm, sắp tới mình còn sẽ quay trở lại cái hầm thử thách đó để chúng ta chiến đấu nhiều trận nữa. Bởi vì thứ mình tìm kiếm vẫn chưa có tìm được trong ngày hôm nay ha. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Lockroot hay là Unit Toilet thì có thể ghé vào shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình 1.21 này. Bye bye.